Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng mình đi đến một nơi thật đặc biệt nhé. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading. Đây là nơi các sơ chấm các bé. Còn đây là chỗ ở của các ông bà già nào. Nơi đây được xây dựng để chăm sóc và giáo dục cho các bé một các ông bà dưỡng nào, các em bị khiếm khuyết về tư duy. Nơi đây chỉ cách trung tâm Sài Gòn hơn 30 km và cách lưu xá sinh viên của chúng ta 34 km. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done. Cha phê dâu Lê Văn Trung và thầy sư huynh phê dâu Trần Văn Quang thuộc dòng John Bosco đang chăm lo các em cô nhi tại nơi đây. Mong mọi người cầu nguyện và giúp đỡ cha, thầy và cơ sở Thiên Bình.